Bây giờ, không để cho chúng mình chờ lâu hơn nữa, hãy bước sang phần giới thiệu để xem ngày hôm nay trong bài 17 cụ thể là chúng ta sẽ học về những từ vựng và mẫu câu nào nhé. Ok, trong bài 17, các con sẽ được tìm hiểu những từ vựng sau. Scarf, blouse, jacket, skirt, jumper, jeans, shoes, trousers, and sandals. Phần mẫu câu chúng ta sẽ có hai mẫu câu chủ yếu. How much is a scarf? It's 50,000 dong. How much are the jeans? They're 200,000 dong. Bây giờ, cô mời các con cùng vào phần từ vựng để học những từ vựng liên quan đến chủ đề quần áo nhé.